Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh âm thanh của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về thương hiệu Bayer Dynamics có cái model là Phonum. Căn cứ về nhu cầu họp trực tuyến, live stream, truyền âm thanh qua internet và sử dụng ở trong phòng họp để giao dịch giữa các phòng ban với các cấp lãnh đạo ở nhiều khu vực và nhiều nơi, thì hiện nay Phonum rất là được ưu ái và rất là được nhiều sự lựa chọn ở trên thế giới hiện nay. Và qua đó mình cũng mong muốn đến khách hàng, giới thiệu đến khách hàng của mình về cái sản phẩm này. Mình sẽ khui hộp nó và mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Giới thiệu ở đây á, là mình sẽ giới thiệu cái công nghệ. Và cái thương hiệu này thì nó đã quá nổi tiếng rồi các bạn. Bayer Dynamics là thương hiệu của Đức. Và công nghệ hiện nay trên cái này nó rất là tiện dụng. Right. Đây là một chiếc microphone có kèm loa, có chức năng Bluetooth để có thể sử dụng cho điện thoại, iPad, và có luôn cả cổng USB Type-C ở đây để kết nối vào PC để truyền những cái dạng âm thanh chất lượng cao. Có một điều rất đặc biệt ở trên Bayer Dynamics ở cái model là Phonum này, đó là cái công nghệ Gecko 360. Rồi các bạn, cái Gecko 360 này nó cho phép cái chiếc microphone này nó sẽ định hướng và nó sẽ tracking. Nó sẽ tracking là nó sẽ, ví dụ như ở trong phòng họp mình di chuyển thường xuyên, hoặc là 6 người ngồi cùng một lúc họp với nhau, thì cái định hướng ở trên micro nó sẽ tự động di chuyển và nó sẽ thu âm ở những cái nơi nào có cái tiếng nói. Nó sẽ tự động như vậy để nó làm cho cái chất lượng của tiếng nói của mình rất là thật. Ví dụ như đối tác mình ở đầu bên kia mà mình sử dụng cái loại micro này đó, thì họ dường như họ nghe tiếng nói mình rất là rõ ràng. Đó, đó là một cái công nghệ Gecko 360 mà mình rất là thích. Một số cái microphone mình biết là nó chỉ trang bị về cái cổng USB để mình kết nối PC thôi, nhưng cái này nó trang bị thêm Bluetooth. Cái việc này nó rất là dễ dàng các bạn. Nó dễ dàng cho các bạn kết nối, lắp đặt và sử dụng. Mình chỉ cần đặt một cục trên bàn thôi thì 4-5 người có thể họp trực tuyến được rồi. Mình có thể thu âm. Ví dụ các bạn sẽ thấy một cái hình nhà sản xuất người ta mô tả ở đây. Đây các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây mình sẽ có 6 người. Đó, 7 người. Thì mình chỉ cần để một thiết bị ở đây là mình có thể họp được rồi. Thì cái việc này nó sẽ rất là dễ sử dụng cho các bạn. Các phòng ban rồi mỗi nơi sẽ sắm một cục như vậy. Thì mình sẽ vừa làm việc ở văn phòng mình được. Rồi mình truyền tải nhau những cái thông tin liên tục được. Nên rất là dễ dùng. Mình có thể đem mình di chuyển ở nhiều phòng ban. Rồi. Cái đó là một cái điểm rất là hay của nó các bạn. Rồi, mình mới vừa nói về công nghệ Gecko và Bluetooth ha. Điều thứ hai là thiết bị này có hỗ trợ về pin sạc. Hiện nay một thiết bị sạc như thế này mình có thể sử dụng 12 giờ cho thời gian maximum của nó. Đây. Còn cái gì hay nữa ta? Rồi, cái thiết kế về cái loa ở đây rất là đặc biệt các bạn. Ở trên này nó là một cái loa phát lên ở trên rồi ha. Nhưng mà ở những cái đường nét ở phía sau, ở phía dưới như thế này. Những đường nét ở phía dưới như thế này. Đây, những đường nét ở phía dưới như thế này. Nó sẽ tạo cho các bạn một cái âm thanh vòm. Nó sẽ phủ rộng đều ở khu vực phòng của mình. Tuy nó nhỏ, nhưng mà
phát rất là rộng, khả năng phủ âm rộng. Rồi đây, hiện nay thì cái máy này có nguồn, mình chỉ mở lên thôi. Ở đây nó có cái dấu Bluetooth này các bạn, mình có thể kết nối Bluetooth. Cái loa này nhà sản xuất thưa, hồi nãy cái hình mình đưa ra thì cái nó có thể phát cho một cái phòng họp tầm 6 tới 7 người, rất là tiện các bạn. Quá tiện, mình có thể vừa làm việc mình có thể nghe nhạc vẫn được. Với một cái tiêu chuẩn mà của Đức hoặc là thương hiệu của Đức thì nó quá là yên tâm để cho mình có thể đưa ra quyết định. Rồi các bạn ha. Rồi, đó là tập hợp của những cái yếu tố và những cái công nghệ mà ở trên bây giờ đang 5X Phonom có các bạn. Mình hy vọng rằng với thiết bị này thì mình sẽ kết nối thế giới, kết nối nhiều khu vực lại với nhau, mang đến chất lượng âm thanh tốt nhất, mang đến những cái an toàn cho những cái cuộc họp của mình. Rồi, đó là một sự chia sẻ về một cái sản phẩm vừa là mới bên mình mà phù hợp với cái xu hướng hiện nay. Các bạn nào muốn tư vấn về thiết bị phòng họp, hội nghị, có thể liên hệ bên website của mình là daithienan.com. Hy vọng rằng mình sẽ gợi ý và chia sẻ cho các bạn một thiết bị phù hợp để đáp ứng những nhu cầu cho những cái chi phí khác nhau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.